Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 5 tháng 5, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Kính thưa quý vị, hành trình của một thanh niên trước ngưỡng cửa cái nhìn của tuổi thơ bắt đầu vượt lên những chuyện nhìn thấy trước mắt. Tương lai vẫn còn mù mờ, nhưng những mộng mơ trong tâm bắt đầu rõ nét. Trước khi tiến vào tương lai thì người ta khởi đầu bằng những hành trình của quá khứ. Hành trang của thanh niên Nguyễn Hữu Lễ là những nét đẹp xã hội thời cổ qua tác phẩm cổ điển như Truyện Kiều, Trinh Phụ Ngâm, những giấc mộng hải hồ trong ông lại bắt đầu từ một bài học thuộc lòng mộc mạc, còn trước cả những tác phẩm đó. Xin mời quý vị theo dõi sự suy nghĩ của ông trong thập niên năm 1950 qua sự tương phản của học đường và đời sống, của những cảm nhận văn chương và nhận thức thực tế. Thế giới mộng mơ đó để lại cảm tưởng quen thuộc và lạc quan đến độ ông đã cho rằng có thể ôm trọn thế giới trong vòng tay. Dù chưa được qua Pháp bao giờ, ông đã có cảm tưởng quen thuộc với những địa danh của Pháp, với sử Pháp, sâu hơn nữa, cuộc cách mạng năm 1789 đã cho ông một cái nhìn đặc biệt. Cái nhìn đặc biệt đó đã cho chàng thanh niên Nguyễn Hữu Lễ thấy được một số điểm chung. Ông có thể dựa vào đó để đẩy những nhận thức của ông trong thập niên năm 1950 đi xa hơn. Xin mời quý vị theo dõi khung cảnh xã hội miền Nam Việt Nam trong thời gian đó qua phần 4 phỏng vấn đặc biệt với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Nhưng mà cha chưa có bao giờ có một cái đam mê gì về toán hoặc là nhìn thấy cái hay của toán? Không, không. Nói thật là tôi sợ thôi. Tôi bây giờ tôi còn nói chơi với bạn bè tôi, trời ơi, trong rừng nhân minh nhân loại, tôi thấy dân minh nói với xã hội phát minh được cái máy cộng, cái calculator, tôi cái đó là yếu tố tôi lớn nhất. Không phải mà 5 cộng với 3 là 8, 8 trừ 2 cộng 6, giờ tôi sợ lắm, bây giờ tôi cứ được mất mất rồi sao. Vậy thì đương nhiên khi mà cha mạnh về ngôn ngữ như vậy thì năm đệ tam là đương nhiên là cha chọn về bên văn chương. Văn chương. À. Tôi thích văn chương, à. Thích văn học sử của Pháp, của Việt Nam. Những tác phẩm cổ điển Việt Nam tôi đều đọc qua và tôi cũng sẽ mê, nhiều Truyện Kiều sẽ mê lắm, mà cô ấy ngâm khúc. Dạ. Chị Phụ Ngâm như nó tôi rất thích, à. Thích lắm, à, tôi thích cái đó. Cái Truyện Kiều thì nhiều người thích lắm, nhưng mà riêng cha, tại sao cha thích Truyện Kiều? À, tôi thấy nó hay về cái lối hành văn của cụ Nguyễn Du, cách dùng chữ cụ Nguyễn Du nó đơn giản mà mình không tưởng được, à, hay lắm. Và thứ gì đó là cái nó vẽ lại một cái xã hội, đấy, cái xã hội thời đó, sau cái dưới nhìn cụ Nguyễn Du đó, thì tôi thích lắm, tôi thích Nguyễn Du. Nhưng mà cái mà văn mà tôi thích nhất là cái văn là trong Chinh Phụ Ngâm. Chinh Phụ Ngâm thì cha thích nghe thích khúc nào? Khúc gì là đầu hay là khúc dĩa? Khúc đầu. À, Thiên Địa Phong Trần Hồng Nhan. Đó đó, trong Trường Thành Lưu Mai Bốn Nguyệt Khói Không Tiền, tôi thích nghe. Thế là vẽ lại cái cảnh thời xưa cho mình. Đó. Khi mà cha đọc như vậy, chẳng hạn như đọc văn chương thì thường thường cái cảm của cha nó nằm ở cái chỗ là cái văn phong, hay là nó cảm trong cái hình ảnh, cái khung cảnh. Cha không để ý nhiều đến cách hành văn hoặc không, cũng không nhiều, mà cái khung cảnh dạ. Đọc nó cho mình, đưa mình về một cái thế giới mà mình không có thực tế, thế giới thời chiến tranh, về chàng trai xông phá ra trận mặt rồi người kim phủ nhà nhớ chồng xác thực cái thời buổi đó. Giờ tôi lại phải là tôi rất thích cái câu, có lẽ tôi hơi mộng mơ này, dạ. Rõ đấy, có một bài thơ mà tôi đọc quên bắt đầu bắt đuôi rồi mà không biết tác giả ai nữa. Thành ra trong tôi cái mộng hải hồ rất cao lắm. Cái mộng hải hồ đó, như tôi nãy có lúc mà tôi đã chơi với anh đó, hồi nhỏ đó, hồi mình mới lớn lên, tôi nghĩ rằng đó, cái thế giới này tôi ôm trong vòng tay tôi được. Thì thanh niên mà, mình nghĩ là ôi cha ơi, mình lớn lên, mình có đi học, mình có điều kiện mà cấp về trách thế giới này, mình ôm được qua đất vòng tay mình, không phải sai vô cùng, tôi lớn lên rất quấn. Nhưng mà hồi nhỏ tôi một cái hồi lắm. Thành ra bài thơ thế này, bài thơ một em bé, nó diễn tả về gia đình đó. Thì nói, cha tôi mắc nợ non sông, dễ dùng ngang dọc tan bồng bể khơi. Đó là cái của bố quên câu sau đó. Câu này, một năm nhiều lắm, hai ba lần về,
thăm nhà, thăm họ, thăm quê. 10 ngày rồi lại ra đi sông hồ. Mẹ tôi nào có ai ngờ, một tay gây dựng cơ đồ nuôi con. Thời gian nước chảy ra mòn, mẹ tôi vững vàng son một lòng. Bao đêm trăng sáng đầy sân, tôi không thấy mẹ một lần ngắm trăng. Bài thơ nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng lắm, nhưng mà tôi rất ngưỡng mộ hình ảnh của người cha. Nghĩa là một năm nhiều lắm, 2-3 lần về thăm nhà, thăm họ, thăm quê. 10 ngày rồi lại ra đi sông hồ. Nghĩa là yên tâm một người thanh niên, họ đi ra làm một cái mộng gì đó lớn ở cái khung cảnh gia đình. Không biết là gì hết, nhưng mà cảm thấy cái câu thở vừa nhớ khi tôi bị ra chuyến tàu ra Bắc, sẽ tù ra tàu sông Hương đó. Thì khi đó tôi nhắm bài thơ đó. Hồi nhỏ ước mong mình hoài hồ, đi đây đi đó, không giờ chuyến hải hồ đầu tiên tôi là nhốt với hầm tàu như bị gấu chó đó. Rồi nó bít thức ăn xíu cho ăn. Thành ra tôi nói nó chua chát cho tôi thực hiện một hải hồ. Nhưng mà hải hồ không phải để bôn ba sống đại dương, mà là cho thân phận người tù biệt xứ. Thế nên tôi có liên hệ cái đó trong cái tác phẩm của tôi. Khi mà cha đi học như vậy, cái ảnh hưởng của Pháp nó có nặng không? Nãy giờ cha nói tức là cái ảnh hưởng bên Việt văn, bên văn chương Việt Nam. Nặng. Vâng. Thì hồi đó chẳng hạn như là Guillaume de Maupassant hay là Robert hay là Victor Hugo thì thường cha nhưng nhất là dùng cách mạng Pháp. Dạ. Cách mạng Pháp đối tôi nặng lắm. Bởi vì như tôi nói là tôi mê văn chương, phải nói rõ vậy. Mà mê tiếng Pháp nữa. Cho nên từ hồi nhỏ đó, cái những cái tên mà dịch địa danh Pháp đó, nó in trong đầu tôi chặt lắm. Những cái tên mà nó rất là quen thuộc, sông Rẽ Dũng Paris, hay là sông Seine, nó đầm được Paris, hay là Bờ Sông Sông, hay là Montpellier, hay là gì đó, Mont Blanc, tất cả mọi thứ đó, nằm trong đầu tôi rất là sâu. Dạ. Cho nên mỗi lần tôi vô tù, tôi nằm mơ, tôi thấy thấy cái nhà tù tôi cái cất, cái bên cái thu FN mà thấy mơ đổ đó. Tới chừng mà mắt mình đột nhiên mình chạm thực tế qua Paris, nó làm cho mình đã lắm rồi, nó như là cái gì mình mơ ước nó hiện ra mắt lần đầu tiên mà thấy cái tháp Paris đó, tôi thấy nó khó tả lắm. Bởi cả đời mình mơ ước đó. Tới khi tôi đặt chân lên Paris đầu tiên thấy đó, kỷ niệm không quên được. Cho nên phải nói là tôi rất là thích cái văn chương của Pháp, nhất là thích cái chính trị của Pháp thời cách mạng 1789. Tôi thích. Đặc biệt trong 1789 khi đó, khi mà cha đọc về cách mạng của Pháp thì có liên tưởng gì đến chuyện Việt Nam mình? Có. Tôi thích một cuộc cách mạng để đổi một cái thế hệ mà cho nó cái gì xấu xa xôi đó, mà đổi lên thành một cái gì mới hơn. Bây giờ tôi cái ốc tôi hơi hồi đó thật tôi hơi không có lẽ tôi bị ảnh hưởng của sách vở khá nhiều. Tôi vẫn mơ ước một cuộc cách mạng để thay đổi cái hoàn cảnh sống với thời, khi mà thấy dân tộc Việt Nam lúc đó nó khổ quá. Cái thời mà họ dạy cách mạng của dạy về cách mạng Pháp của cha, họ có nhấn mạnh về vấn đề nhân bản chẳng hạn, ngoài cái chuyện mà khai sáng, cái chuyện đó bên cạnh đổ máu cũng nhiều lắm, tất cả những người cách mạng đang tông gì là nhiều thì họ có nhấn mạnh cái khía cạnh đó. Rồi cha hiểu cách mạng vào thời đó như nào? Cách mạng đó là một cuộc thay đổi một cái nền cai trị của một quốc gia. Cách mạng Pháp đó là nó lật đổ cái vương quyền, nó đã phá cái nhà vua để cho người dân đứng lên, nghĩa là làm chủ đất nước này đây. Thì họ lý tưởng là vậy, thực tế thì nghe nói đúng là đổ máu quá nhiều. Mình không nói về cái hậu quả ở đây, không nói về cái motif, cái nguyên nhân đó. Thì tôi rất thích những cái tư tưởng của Robespierre, của Danton, của Voltaire đó, nghe là cho nó có cái gì thoát ra khỏi cái cuộc sống hiện tại. Trong khi đó cái xã hội Pháp thời đó nó cũng có ba thành phần: lớp quý tộc, bourgeois, lớp clergy, lớp giáo sĩ và cái lớp bình dân. Thì lớp giáo sĩ đó là cái lớp mà nó đang nằm trong cái đó của tôi thấy cái lớp giáo sĩ Việt Nam ngày xưa đó, tôi so sánh nó giống như lớp giáo sĩ của thời Pháp bên kia, tức là lớp giáo sĩ đáng lẽ là cái lớp để mà phục vụ dân chúng, thì ngược lại lớp giáo sĩ lại là cái lớp trên mà đè dân chúng. Cho nên tôi muốn đổi cải đổi cái lớp giáo sĩ đó. Cha khi mà như vậy, cha có liên tưởng lớp giáo sĩ của bên Pháp với lại giáo sĩ Việt Nam mình, tức là một cái hình ảnh mà do người Pháp họ truyền lại, tức là mình nói là di sản của người Pháp về cái chuyện mà giáo sĩ Việt Nam về cách hành xử không?
Tôi không nghĩ rằng cái hình pháp truyền lại, nhưng mà tới có lẽ là cái khung cảnh chính trị nó tạo cho lớp giáo sĩ Việt Nam thành ra một tự mình một upper class. Tự nhiên khi mình lên lớp đó mình thấy như mình nằm cấp trên, nó ở cấp trên thì thật sự nói thì mỗi người đã có một cái cực đoan của nó. Cực đoan của tôi là tôi rất đã phá monarchy, tôi phá quân chủ, tôi phá quân chủ rất là mạnh, và tôi thấy rằng cái này quân chủ không đưa con người ta đi xa được. Và nhất là dưới cái nhìn của tôi như là quân chủ bởi tôi Hiệp Anh, mà đi Hiệp Anh bây giờ thứ Nga Lan là nước nằm trong Commonwealth, thì tôi nhìn thấy cái đây mà nói là ngoài lề thôi, cái hoàng gia anh đó, đó là một điều tôi không chấp nhận chút nào hết. Ngoài cái hệ thống của ông, ngoài hệ thống, còn thứ hai là cái cách sống của cái lớp người đó, tôi đã phá rất là mạnh lắm.